Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài lab 2, bài 4. Xây dựng chương trình tính điểm trung bình. Như vậy cái chương trình này á thì nó cũng như các cái bài trên. Nó có input là nhập vào từ bàn phím điểm toán lý hóa. Như vậy chúng ta có ba cái con điểm toán và lý hóa. Như vậy chúng ta sẽ dùng ba cái biến để mà lưu trữ điểm này. Có một vấn đề nhỏ ở đây là chúng ta sẽ nhập điểm toán lý hóa. Nếu như mà chúng ta nhập bình thường á thì chúng ta không có ràng buộc gì hết. Còn nếu như mà các bạn làm một bài toán hoàn chỉnh á thì điểm toán lý hóa nó phải nằm trong khung điểm 10, tức là từ 0 cho đến 10. Nhỏ hơn 0 là không được mà lớn hơn 10 là không được ha. Đó là bài toán mở rộng. Cái thứ hai là hiển thị ra màn hình điểm trung bình. Về điểm trung bình thì chúng ta sẽ tính theo hệ số dưới này: toán nhân 3 lấy nhân 2 cộng hóa. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ chia cho mấy nào? Chúng ta sẽ chia cho 6 ha. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái bài tập này. Các bạn nêu cho thầy một cái project. Rồi, project và đặt là lab 2, bài 4, copy nó một cái, lớp 2 bài 3 rồi, bây giờ new folder, lớp 2 bài 4, ok, Ctrl S một cái, Ctrl V luôn, ha, lớp 2 bài 4 luôn. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sẽ khai báo ba cái biến điểm toán lý hóa. Như vậy điểm của chúng ta thì nó có thể là có số thập phân, cho nên là chúng ta khai báo plot toán phẩy lý phẩy hóa. Điểm trung bình thì chúng ta có thể khai báo biến, có thể là không, chúng ta xuất trực tiếp điểm trung bình ra cũng được ha, tùy. Nếu như mà mình còn dùng cái giá trị điểm trung bình đó để làm những việc khác á thì chúng ta khai báo thêm biến, còn nếu không thì chúng ta chỉ xuất ra thôi thì chúng ta không cần. Và điều đầu tiên chúng ta sẽ thông báo cho người dùng biết là chúng ta cần phải nhập điểm toán, nhập vào điểm toán hai chấm cách ra chấm phẩy scan F. Điểm toán thì nó là phần trăm F phẩy toán. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ có nhập cho điểm lý và nhập cho điểm hóa. Như vậy là chúng ta đã nhập được ba con điểm ha. Và yêu cầu của đề là xuất ra điểm trung bình. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ print ra xịt n cái đi ha, cho nó xuống dòng. Điểm trung bình là, rồi chỗ này chúng ta sẽ phần trăm F, phần trăm é, tí nữa chúng ta sẽ thấy có một số vấn đề chút chút ha. Điểm mở ngoặc đóng ngoặc nè, điểm toán chúng ta sẽ nhân cho 3 cộng điểm lý nhân cho 2 cộng điểm hóa, và chúng ta có tổng cộng là chia cho 6, đó là điểm trung bình. Và chúng ta thử biên dịch coi có bị lỗi gì hay không. Không lỗi, và chúng ta sẽ thực thi chương trình. Điểm toán 6.5, điểm lý 7, điểm hóa 8. Như vậy chúng ta đã có điểm trung bình là 6.9. Như vậy nếu như giả sử chúng ta chỉ lấy 6.9 thôi, còn cái phần phía sau này chúng ta bỏ. Vậy thì chúng ta phải thêm một chút xíu chỗ này nữa là chấm 1, đúng không nào? Rồi chúng ta biên dịch và chạy lại. 6.5
7, 8, đó, 6.9. Chúng ta chỉ lấy 6.9 thôi. Bây giờ mở rộng tí xíu là bài toán của chúng ta. Đến đây là ok rồi đó, đã xong rồi. Như vậy cái bài toán mà đối với bài 2 lớp 4, lớp 2 bài 4 thì đã yêu cầu là xong rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ mở rộng thêm tí xíu nè. Trong trường hợp mà chúng ta nhập điểm, giả sử như thầy nhập là trừ 3, 12, 5 thì nó vẫn tính được ra điểm trung bình là 3.3. Nhưng mà thực ra là đây là sai, bởi vì điểm toán không có âm 3 và điểm lý không có lớn hơn 10. Đó, cho nên là chỗ này nếu như mà các bạn muốn cho cái chương trình của mình hoàn chỉnh đó, thì các bạn sẽ học thêm một cái lệnh if ha. Và các bạn đặt điều kiện ở đây, nếu như điểm toán mà nằm trong cái khoảng từ 0 cho đến 10 thì chúng ta chấp nhận, còn nếu không thì chúng ta bắt buộc phải nhập lại ha. Thì lúc này các bạn sẽ dùng lên thêm cái lệnh while chứ, đúng rồi, while thì sẽ kiểm tra và lặp lại liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Đó là cái bài toán mở rộng của cái phần nhập điểm cho nó hoàn thiện. Rồi chúng ta kết thúc cái bài lớp 2 bài 4 ở đây.